Xin chào các bác, hôm nay em còn một cặp loa xe FVK12 cộng đời đầu của bác nhá. Đời đầu thì nó sẽ không có hai cái, nó sẽ không có cái hai nẹt vàng vàng như cái đời mới này. Đấy, đây là cặp đời đầu. Thì em sẽ phán giá thanh lý cho các bác. Các bác thì thông số. Đời đầu thì nó sẽ là tem phẳng nhá. Đời đầu sau sẽ là mới phẳng. FVK12 cộng. Đây, công suất 350W, giờ mà ép tích là 800W, 8 ohm. Rồi ok, thì em sẽ tháo cho các bác xem cái nội thất. Và em báo giá luôn là 10 triệu cặp này nhé. 10 triệu cặp này. Các bác nào, nói chung là cũng chả có đâu mà rẻ hơn được nữa đâu. Đời đầu và đời sau thì nó chỉ khác nhau ở mỗi cái mặt thôi. Cái mặt tăng này, chứ còn về ruột gan nó cũng như nhau. Đấy, các bác này. Bát thì vẫn là bát đấy, chép vẫn là chép Sanderson. Có một cặp để dành cho bác nào qua nhà bốc. Đây các bác nhá, bát thì vẫn là cái bát AB thôi. Đặc trưng của xe F. Chép thì vẫn là con chép Sanderson này. Đấy. Đúng chưa? Bát test thì nó vẫn là của nó thôi. Đấy. Vẫn là bát AB và chép Sanderson. Nó chỉ khác là ở cái thùng, khác cái viền thùng này thôi. Đấy. Cặp này 10 triệu. Được chưa? Nói 10 triệu cho bác nào đến bốc. Và còn một cặp mà cặp này thì em đang bán là 11,5 triệu. Đấy, có những cặp màu trắng này, mới trắng luôn, mới trắng nguyên bản của nó luôn như thế này. Đấy, em lấy các bác 11 triệu cặp này nhé, cặp này 11 triệu, cặp này còn một cặp thì bán cho bác 10 triệu. Đấy, em sẽ test luôn qua một tí. Thân tần của nó giống nhau nhá. Thân tần thì cũng giống đời sau này thôi. Nó chỉ khác mỗi cái phần thùng thôi.